Đây là câu hỏi của má con. Năm nay 86 tuổi. Má con xin hỏi theo ý thầy, khi má mất chôn hay thiêu thì tốt? Cái nào rẻ tiền gọn lợi là tốt? Thật sự ra chôn thiêu không có gì tốt xấu cả. Con người mình á khác hơn con vật trong rừng. Con vật trong rừng nó chết nó tự rã, hoặc là con khác nó tới nó ăn, nó giải quyết là xong. Con người mình không ai dám. Nhưng mà để vậy nó sình nó hôi, cho nên chúng ta phải bắt buộc phải có một phương pháp nào đó để thanh toán một cái thi thể khi đã chết. Nhưng mà tại là con người, mình có một đời sống văn minh, cho nên chúng ta bắt đầu mới tổ chức những tang lễ theo phong tục của mỗi nơi. Việt Nam mình tang lễ rất là rườm rà, đủ thứ hết. Mà quý vị đi qua những cái quốc gia khác tang lễ rất gọn gãy. Như vậy thì mình, nếu mình sống trong một văn hóa Việt Nam mà mình thấy một cái lễ tang như vậy, mình kêu là đủ đó, không phải đâu. Pháp Hòa ví dụ nha. Thí dụ một cái đám tang mình tổ chức nhẹ nhàng để bày tỏ lên cái niềm thương tiếc của mình một phần, đồng thời trân quý những sự có mặt của bạn bè tới thăm. Những trống kèn in ỏi là cái không cần thiết cho tang lễ. Mà nếu chúng ta làm mà để lấy mặt mũi với làng xóm á, nhưng mà bên cạnh đó làng xóm cũng rất phiền mình. Một cái đám tang mà cả xóm ba đêm không ngủ. Như vậy thì cái đám tang này phước hay tội, hay lỗi hay nghiệp gì đó, mình phải tư duy lại. Chứ đừng quan niệm là đám tang phải đem về tận Việt Nam rồi tổ chức 3 ngày 3 đêm, hết đèn đờn Tây tới đờn ta, ỉ o cả đêm cả ngày, mà gọi là nở mặt nở mày, mà hàng xóm người ta phiền vô cùng. Thì rốt cuộc cái đám tang mà để người ta thương tiếc, mà người ta không thương tiếc mà người ta trách móc. Vậy thì việc làm của chúng ta phải suy nghĩ lại. Cái chuyện chôn hay thiêu chẳng qua là một sự giải quyết một thi thể. Cái gì gọn cho con cháu là mình nên làm. Đừng bắt buộc theo ý mình mà các con hơi cực. Chẳng hạn như phải đưa tận về Việt Nam. Làm được thì tốt, nhưng mà nếu mình thấy hoàn cảnh con cái mình khó khăn, không có hoàn cảnh thì thôi, nhẹ nhàng. Đừng bận lòng chuyện chôn hay thiêu hay làm gì cả. Pháp Hòa không có nói là cái này đúng cái sai, nhưng mà ở đây mình giải quyết cách nào cho nó gọn gãy. Chôn cũng được, thiêu cũng được, đó là cách Việt Nam mình đó. Chứ còn mở bên Tây Tạng đất đâu mà chôn. Thì buộc lòng Tây Tạng phải có một phương pháp giải quyết khác, đó là đem lên rừng, lên núi cho chim ăn. Thì người ta gọi là điểu tán. Ở bên Ấn Độ á, ít có nghĩa trang lắm, hầu như không thấy nữa. Mà bên Ấn Độ là chỉ quấn vải rồi đốt, đốt xong rồi thả xuống sông Hằng cho nó trôi ra ngoài sông luôn, gọi là thủy tán, hỏa tán. Còn mình bây giờ á, không có cái văn hóa dục cả cái xác xuống sông, cho nên buộc lòng á, phải đốt cho nó thành tro rồi mới đem thả xong được. Vì cái đất nước Việt Nam mình không có văn hóa đó. Ấn Độ người ta có văn hóa đó cho người ta thấy nó bình thường. Hay là Tây Tạng có văn hóa mà chặt ra từng khúc cho chim ăn là chuyện bình thường. Nhưng mà mình không có văn hóa đó. Cho nên nó có 5 cách tán: thổ tán, thủy tán, hỏa tán, điểu tán, thi lâm tán hay là phong tán. Cách nào là một phương pháp giải quyết, chứ không có tốn xấu gì cả. Còn cái chuyện mà thôi thiêu rồi để ở đâu, để ở đâu có chỗ để là tốt. Để ở nhà cũng được, đừng có sợ gì hết. Má mình, ba mình mà có gì đâu sợ. Nó không để nhà âm khí lắm. Con thường tự giới thiệu là chú Tiểu Tánh Kiến. Tuy là con là cư sĩ tại gia, tuổi cao niên, giữ năm giới, ăn chay trường từ lúc quy y cách đây 5 năm. Lý do là con muốn luôn luôn tự nhắc nhở mình phải khiêm nhường với tất cả mọi người già hay trẻ.
Con có một đạo hữu đồng tu sáng nay cho con biết là đạo hữu đó hiểu lầm, tưởng là con đã xuất gia nên tỏ lòng tôn kính hơi quá đáng. Tức là vị này complain, nói ông cạo đầu rồi ông xưng ông là chú tiểu, làm tôi kính ông hơi quá. Bây giờ tôi phát hiện ông không phải. Hơi hối tiếc. Nếu mình là một vị tại gia, phát cái tâm là nói là lý do mình tự gọi mình là chú tiểu để tự nhắc nhở khiêm nhường. Nếu mình tự nhắc nhở mình khiêm nhường thì khỏi cần xưng chú tiểu khi mình chưa phải là chú tiểu. Cái nhẹ nhàng nhất là tại gia cư sĩ. Cư sĩ cũng là một người, nhưng mà bây giờ cư sĩ tịnh tu, hay là mình nói là phạm hạnh cư sĩ cũng được, là một cư sĩ ở nhà lo tịnh tu. Còn cái từ ngữ như là tỳ kheo, tỳ kheo ni, sư cô, sư chú, sư thầy gì đó là từ ngữ của người xuất gia. Đã khiêm cung thì không có lạm dụng cái từ của người khác. Mình giữ cái chữ nhẹ nhàng của mình là phạm hạnh cư sĩ hay là tịnh hạnh cư sĩ. Nói cạo đầu cũng được, mặc áo giặc hò cũng được. Nhưng mà nhiều khi mình mặc vậy cái ta hiểu lầm, ra đường ta thấy mình lụm cụm, ta tưởng hòa thượng. Đó. Thành thử ra mình là cư sĩ, cứ là cư sĩ. Rồi nếu muốn khiêm cung thì cứ tự xưng mình. Hồi xưa đó hòa thượng Tuyên Hóa, khi mà ngài mất cha mẹ đó, ngài cư tang đó, ngài tự gọi ngài là Mộ Trung. Mộ Trung là gì? Người con ở trong nấm mộ. Người con trong nấm mộ. Và các vị ngày xưa người ta muốn nghĩa là khiêm cung, người ta hay dùng những cái từ rất là bình, rất là nghe là không có kính. Thành thử ra ở đây mình thể hiện, nhưng mà thôi bây giờ để người bạn này cũng may phước là bây giờ bày tỏ cho anh biết. Ông tự xưng ông là chú tiểu, thành thử tôi tưởng ông xuất gia, lâu nay tôi kính ông quá trời luôn. Thay vì tôi mời ông ly nước tôi tưởng ông chú tiểu, tôi thêm cái dĩa. Hơi cực cho tôi à. Thí dụ vậy. Bây giờ mình khiêm cung xưng nhẹ nhàng lại phạ tịnh hạnh cư sĩ. Cũng giống như nay tôi là người ẩn tu, nhưng mà tháng nào cũng đăng báo hết. Quý vị muốn thăm ẩn tu cư sĩ, tới chỗ này chỗ kia, ta đọc báo ta đã chờ tới cười quá. Tên là ẩn cư mà đăng báo. Bạch thầy, con đang nghi vấn, con đang có một nghi vấn trên mạng, nghe thầy có bài thuốc chữa bệnh đau khớp, có đúng không? Xin thầy quan hỷ chỉ cho con, tại con bị đau. Không biết em đính chánh cái vụ này bao nhiêu ngàn lần. Em không có quảng cáo thuốc gì trên Facebook hết. Nếu nói về đau khớp, em đau dữ lắm mà em chưa có thuốc. Quảng cáo thầy tự xưng nha, Pháp Hòa đau bệnh tiểu đường 10 năm, uống thuốc hoài không hết, may thay về Việt Nam uống to này hết bệnh. Ai muốn hết bệnh xin liên lạc vị thầy này. Cái em là người hết bệnh tiểu đường. Rồi em đi quảng cáo thuốc đó. Ngày hôm qua bên Minnesota bị một cô hết 500 rồi, gửi tiền xong rồi không thấy thuốc. Có khi nhận đại một gói thuốc, email qua Pháp Hòa hỏi thầy ơi, con mới chuyển cho thầy 1.000, thầy đưa cho con gói thuốc này uống sao? Pháp Hòa nói xin đừng uống. Tại vì nếu người đó thật sự có thuốc tốt, họ tự quảng cáo, chẳng cần phải mượn danh của ai để làm cái việc kỳ cục như vậy. Cho quý vị đừng có nghe nha, đây là đã đính chánh không biết bao nhiêu ngàn lần.
Con có một đứa con, hiện tại nó không chịu ra ngoài. Con cố gắng tìm mọi cách, có đi bác sĩ tâm lý nhưng chưa thấy phát triển, tiến triển. Nó cũng hay nóng giận la hét với con, xin thầy cho con lời khuyên. Trong thế gian chúng ta có ba loại bệnh. Chúng ta có thân bệnh, chúng ta có tâm lý bệnh, và chúng ta có nghiệp bệnh. Trường hợp của em này có thể là tâm lý bệnh cộng thêm một phần nghiệp bệnh. Và tâm lý thì nó cần được chữa trị bằng tình thương, sự nhẫn nại. Cho nên mình làm cha mẹ không thể nào làm gì khác hơn, mình chỉ biết tiếp nhận con mình, tạm thời mỗi ngày chăm sóc bằng tất cả tình thương và nhẫn nại của mình, để cho cái tâm ý nó có một vấn đề gì trong cuộc sống nhưng nó chưa thổ lộ được với ai. Bây giờ mình làm cha mẹ thì không thể đuổi nó ra được, thì bây giờ trước hết là mình phải chấp nhận nó là như vậy, rồi bằng tất cả tình thương sự nhẫn nại mình chăm sóc. Bên cạnh đó mình là một Phật tử, cho nên quý vị có thể phát tâm sám hối, cầu giải nghiệp cho con, và trong đó có mình. Nhiều khi á, con mình á, nó mang cái nghiệp đó, đó là cái khổ của nó, nhưng mà là cái nguyện của mình. Thay vì mình nói cái nghiệp của mình thì mình nói đây là cái nguyện của mình. Thôi bây giờ con lành mạnh cũng là con, nếu nó lành mạnh nó ở nhà không mình cũng phải nuôi, huống chi bây giờ nó lại mang một cái tâm bệnh như vậy. Mà bây giờ nó chỉ có điều là nó chưa gặp đúng người để nó trút ra những cái niềm đau, nỗi khổ, khó khăn trong lòng. Trước hết hãy đem tình thương thật sự của một người mẹ, sự nhẫn nại đối với con mình. Tình thương đó ít ra cũng còn nuôi nó được, không làm cho nó khủng hoảng hơn. Cái đứa nó bị như vậy mà cha mẹ nóng lòng, nhiều khi tức giận đuổi nó, mắng nó, kiếm chuyện với nó mỗi ngày, thì mình chỉ tăng trưởng khổ đau trong lòng nó và không giải quyết được. Rồi bên cạnh đó mình cũng nên sám hối, cầu nguyện, gửi cái năng lượng bình an cho con mình, rồi hàng ngày chăm sóc. Đủ duyên thì nó sẽ có một cơ hội nó thay đổi. Nhiều khi đến một cái tuổi nó lớn, nó có cái suy nghĩ khác. Cuộc đời Đức Phật có ba sự kiện quan trọng đản sanh thành đạo Niết Bàn. Trong ba sự kiện quan trọng trên, Đức Phật đều ở trong hoàn cảnh vườn cây mà không phải nơi cao quý dành cho Ngài. Kính xin Thầy giải thích cho con và đại chúng rõ. Đức Phật có bốn cái điều quan trọng trong cuộc đời Ngài, mà đều xảy ra ở ngoài rừng, ngoài vườn, chứ không phải ở trong hoàng cung. Thứ nhất, Đức Phật sanh ở đâu? Vườn, phải không? Vườn Lâm Tỳ Ni, dưới gốc cây gì? Dưới gốc cây Vô Ưu. Một việc. Vậy thì Đức Phật sanh ở trong vườn, ở dưới gốc cây. Rồi lớn lên, Ngài đi xuất gia, Ngài thành đạo ở đâu? Ở trong rừng Gaya, dưới gốc cây gì? Cây Bồ Đề. Rồi khi đó Ngài đi đến nơi nào để Ngài chuyển pháp luân cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như? Vườn gì? Vườn Lộc Uyển, gọi là vườn Nai. Rồi cuối đời Ngài Niết Bàn ở rừng gì? Rừng Sa La. À, như vậy sự kiện cuộc đời của Đức Phật đản sinh, thành đạo, thuyết pháp, Niết Bàn đều ở trong rừng, trong vườn, gốc cây, mà không phải ở nơi cao quý mà xuất thân của Ngài. Điều này để nói lên Đức Phật là người sống đơn giản và rất yêu chuộng thiên nhiên, bảo vệ môi sinh và môi trường. Cái môi trường này chúng ta phải hiểu rộng. Thí dụ như mình là một người xuất gia, có phải cái môi trường lành mạnh thì làm cho đời sống tu hành mình nó khác hơn không? Bây giờ nếu mình là người xuất gia, mình không ở chùa, nhưng mình lại thích đi giao du ngoài chợ, ngoài búa, ngoài chỗ shopping, thì cũng là một môi trường.
Nhưng môi trường đó không thể nào làm cho mình thăng tiến được cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia được. Một đứa con nó ở trong nhà mình, mà ngày nào cái môi trường của nó phải hưởng là sự la hét của cha mẹ, sự gây gổ, sự đánh đập, vân vân trong gia đình. Vậy thì môi trường con của mình ở nó không có lành mạnh, nó không có thiên nhiên. Mà nếu như cha mẹ mà sống trong nhà mà có một cái hạnh phúc, thí dụ có tức giận nhau vô trong phòng rồi, hoặc là ra một khúc, một chỗ nào đó mình nói chuyện, không bao giờ để cho con cái mình nó bị ảnh hưởng những cái không khí bất hòa của cha mẹ, thì mình tạo một cái môi trường sống cho con. Một cái cây á, mà nó thiếu cái môi trường sống, nó cũng không thể xanh tươi tốt đẹp, huống chi là con người, phải không? Như vậy Đức Phật á, nó là Đức Phật á, ở trong một cái môi trường lành mạnh thiên nhiên, để muốn nhắc nhở chúng ta, Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta rằng bất cứ chúng ta là ai, nhưng mà không người nào mà không cần một cái môi trường lành mạnh để sống. Không có môi trường nào tốt cho đẹp mà thoáng khí mà nhẹ nhàng bằng một cái môi trường sao cây cỏ xanh tươi, phải không? Cho nên á, quý vị đi đến chùa mà thấy có cảnh có cây nó cũng khác. Đó là bất cứ ai, người giàu người nghèo, người gì cũng đều cần một cái không khí trong lành để hít thở, để sống cả. Vậy thì người đời, người đạo, người trẻ, người già, người bệnh, người khỏe, tất cả đều cần một môi trường lành mạnh để sống. Ở đây Đức Phật khi mà nói tới chỗ này thì chúng ta nói đến Đức Phật đã đi về một cái môi trường thiên nhiên. Mà từ môi trường thiên nhiên đó, chúng ta phải để chú ý tới cái chỗ môi trường sống. Và Đức Phật là một người cao quý, nhưng suốt cuộc đời Ngài ở những cái chỗ rất bình thường. Như vậy một người sống của chúng ta bình thường là tốt hay bất thường tốt? Bình thường tốt, phải không? Cho nên chữ Như Lai là gì? Như Lai nghĩa là gì? Đến như thế nào, đi như thế đó. Đức Phật đến cuộc đời này như một con người bình thường, cũng có cha có mẹ sinh ra. Rồi Đức Phật cũng lớn lên và cũng già, cũng bệnh, rồi cũng qua đời như bất cứ con người nào. Đây là cái chỗ bình thường của Đức Phật. Nhưng mà ở cái chỗ sanh cho tới cái chế sống, cho tới cái chết của Ngài á, đều có cái sự tỉnh thức giác ngộ trong đó, y như mình. Nhưng mà mình thì đụng đau khổ đó, thì Ngài, nhưng mà đối với Đức Phật thì sao? Ngài tỉnh, Ngài giác, cho nên Ngài không để những cái đó nó làm khổ mình. Cho nên thưa đại chúng, khổ vui chẳng qua là qua kẻ mê người tỉnh. Người mê thì khổ tơi bời và buồn trách với cái khổ. Người tỉnh thì không để cái khổ đó nó làm khổ mình. Cho nên tức, ví dụ như cũng là cái món ăn, nhưng mà người mê thì ăn phiền não. Thí dụ bây giờ bữa nay mình ăn cái món này nó chỉ thiếu một chút chua thôi thì cũng ăn. Mình nói làm chi, nói hoài mà cũng hết gì á. Mà rồi làm phiền mọi người, mà người ta khó chịu với cái nấu thiếu sót của người ta, thì cũng ăn mà ăn trong cái mê. Còn người tỉnh ta ăn ngon lành. Cho nên á, Ngài Hoằng Nhất Đại Sư á, có một hôm có một ông tướng đến thăm Ngài. Thì Ngài vẫn mời ông tướng ăn cơm với Ngài bình thường nha, chứ không có làm gì đặc biệt hết. Mỗi ngày Ngài ăn cơm với lại củ cải muối mặn. Ăn xong cái ông nói: Hòa Thượng ăn cơm chi mà ngày nào cũng cái món củ cải này nó mặn quá. Thì Hòa Thượng mới nói: mặn nó có ngon của mặn. Nhờ vậy cho nên ăn xong rồi uống miếng nước lạnh vô thấy nó ngon của nước lạnh, chứ bình thường uống nước lạnh thấy ngán. Ví dụ vậy. Là một câu chuyện rất nhỏ, nhưng mà để cho chúng ta thấy cái đơn giản của cuộc sống. Cho Đức Phật ở đây Ngài chỉ muốn nói cho chúng ta biết đơn giản của cuộc sống, thiểu dục tri túc, bảo vệ môi trường, sống với thiên nhiên. Và ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhấn mạnh và để cho chúng ta tô đậm lên cái môi trường, cái môi trường của tất cả con người chúng ta rất cần. Nếu mà chúng ta sống mà một cái môi trường không lành mạnh, thí dụ như một đứa con nó có rất nhiều đồ chơi ăn uống trong gia đình,
Nhưng mà cái môi trường sống nó là cái môi trường của sự gây gổ, hận thù thì đâu có tốt cho nó. Vì đã hàng ngày nó chỉ tiếp xúc cái đó thôi. Cho nên mình nuôi một đứa nhỏ nó quan trọng lắm, tạo cho nó một cái môi trường. Pháp Hòa hay nhắc các thầy ở chùa, sau này mình nhận mấy em nhỏ đó, phải làm sao tạo cho mấy em có một không khí gia đình. Đừng để nó cảm thấy nơi này là cái nơi gọi là răng đe, roi vọt. Không, mình không thể biến ngôi chùa thành cái chỗ răng đe roi vọt. Nói không được là quất, là phạt. Mà phải đem tình thương cảm hóa nó. Mà để chi? Mai mốt lỡ nó không còn tu á, nó còn vẫn thấy đó là một ngôi nhà nó trở về. Chứ đừng để nó ra đi rồi nó hận thù. Nó thấy đâu thầy chùa đâu ghét đó. Là hồi nhỏ đánh nó quá, răng đe nó quá. Đó không phải phương pháp. Mà có thể ngày xưa đó là cái phương pháp đó để chi? Để vì các chú nhỏ cái môi trường ở Việt Nam nó khác. Cái môi trường ở đây nó không có thiếu thốn. Nó là những đứa nhỏ được cưng yêu của cha mẹ. Chẳng qua là bây giờ nó thích vô chùa nó ở thôi. Thì mình tùy thuận cái thích nó trong lúc này. Một đứa nhỏ mà vẫn còn yêu thích cái lành mạnh, cho nên mình phải thương yêu nó, mình chăm sóc nó, để nó có được môi trường. Nó thấy rằng chỗ nó chọn là một cái môi trường lành mạnh, được thương yêu, được chăm sóc. Chứ không phải cái chỗ mà hở chút là đánh đập, la rầy nó. Thì một đứa nhỏ như vậy lâu ngày nó trở thành một đứa sợ hãi. Và mình làm sao mà người nhỏ mà đối với người trên á, mà vừa sợ mà có cái thương, chứ không phải sợ một cái kiểu mà hốt hoảng. Hai cái sợ nó khác nhau. Cho nên trong cái bản tụng Lăng Nghiêm á, đại chúng ngưỡng quan quý ái kim bảo, vừa sợ mà vừa thương. Đối với Đức Phật có sự tôn nghiêm mà làm cho mình phải cung kính, nhưng trong sự cung kính đó không có sợ hãi một cách sợ hãi, mà sợ cung kính và trong đó đầy tình thương. Mình nuôi con, mình giữ một đứa con nít, làm sao phải được như vậy đó. Chứ còn không thì nó sẽ biến nó thành một cái đứa nhỏ, nó repeat cái đó, nó lặp lại cái đó đối với tất cả những người thân của nó. Pháp Hòa có một anh Mỹ có vợ Việt Nam, nhưng mà cuối cùng anh hành khổ vợ anh bằng sự lạnh lùng. Nhưng mà khi điều tra ra, anh không cố tình như vậy, nhưng mà tại vì từ nhỏ anh đã sống trong một môi trường là gia đình tan vỡ, cha mẹ không có hòa hợp, ly dị. Và một tuần anh ở với ba, ba đi làm suốt, anh cũng im lặng và không được sự chăm sóc. Tuần sau anh về với mẹ, mẹ cũng đi làm và có bạn, cho nên bạn mẹ cũng chỉ sống và chấp đưa con về nhà một tuần vậy thôi, nhưng mà thiếu đi sự chăm sóc. Thành thử ra anh đã được nuôi dưỡng bằng một cái môi trường như vậy. Lớn lên anh cưới vợ, mà người Việt mình thì khác phải không? Người Việt mình là con cái phải ăn cơm chung, rồi cha mẹ, nói chung là một cái gia đình rất là Việt Nam. Anh không hợp với cái môi trường đó. Cho nên cái mỗi lần mà tập hợp là anh lên lầu anh nằm. Thì cả gia đình bên vợ cứ nghĩ rằng anh này anh tánh tình kỳ cục, không có hòa hợp với gia đình. Và mỗi lần như vậy thì làm cho người vợ rất khó chịu. Bây giờ giữa chồng với lại gia đình, mà thật sự chỉ cũng lên tâm sự là con cũng sống trong cái hoàn cảnh này mỗi ngày, nhưng mà con biết nói với ai. Đi làm về không nói một tiếng nào, lên phòng đợi tới cơm xuống ăn rồi cứ cắm cúi ăn. Rồi mạnh con làm gì con làm, mạnh mấy đứa nhỏ làm gì làm, không có một cái lời nói, một cái cử chỉ gì cả. Cho đến một ngày Pháp Hòa được ngồi nói chuyện với anh, thì Pháp Hòa mới hiểu được hết cái hoàn cảnh của anh. Quả thật có hiểu mới có thương. Hiểu anh rồi thì thương anh hơn. Và từ cái thương đó mình hiểu cái hoàn cảnh của anh, mình bắt đầu từ từ lôi anh ra khỏi cái môi trường đó. Cho nên hồi nãy một đứa nhỏ mà ở trong phòng đó, quý vị cũng tìm cách lâu lâu xin nó ra 10 phút. Con ơi con, mẹ nấu cơm lặt rau không kịp á, con phụ mẹ 10 phút nha con. Con ơi con, phụ mẹ rửa chén đi con. Mình đôi đem nó ra khỏi cái môi trường đó. Con ơi con đi thông dịch giùm mẹ đi. Mẹ đi bác sĩ mà mẹ không biết tiếng Anh nhiều, mặc dù mình có thể mình biết. Hay là mình đi chợ đi đâu, con đi với mẹ đi. Đi với mẹ cho vui. Đứa nhỏ đó nó không có cái gì gọi là nó xấu hết á.
Chẳng qua là nó đang cần cái sự nhẫn nại, từ bi và phương cách của mình. Cho nên mình không đem nó ra được trọn ngày đâu. Nó làm chừng chút xíu là nó lẻn nó vô phòng nữa à. Nhưng mỗi ngày mình đều tìm cách đem nó ra khỏi cái căn phòng của nó, để nó có thể gần gũi mình 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Rồi từ từ. Tại vì bệnh thì phải chấp nhận thôi. Mà có bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp. Thì bây giờ mình là người hiểu biết tâm lý thì mình phải chuyển hóa nó. Bên cạnh mình là Phật tử nữa, mình có phương pháp sám hối nữa. Cho nên lại sám hối, tụng kinh để mà giải cái nghiệp cho mình và cho con. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái hoàn cảnh, một cái đời sống mà là chấp nhận như vậy gọi là nghiệp thôi. Thí dụ như một cái người mà sáng sỉnh chiều say mà cứ thích sống trong cái cảnh đó thì cũng là một dạng nghiệp. Tức là chấp nhận bằng lòng sống hoài trong một cái cảnh khổ đó mà không ra được. Chứ một con dòi, mình nói với con dòi, dòi ơi đi ra đi, nói sao được. Tại vì cái nghiệp đó là nó ở trong đó, và nó cảm thấy chỗ này là cái môi trường tốt nhất của nó. Thì cho nên trong cuộc đời mình gặp có những người sống trong cái cảnh mà mình thấy không ra gì, mình kêu họ ra mà họ không ra, cũng đừng buồn họ. Vì họ có một cái chiêu cảm nào đó của cái nghiệp lực đó mà mình nói không được, tại mình không phải trong môi trường đó. Nhưng mà muốn cảm hóa họ thì phải có tình thương như Ngài Địa Tạng, phải có ý chí kiên cường như cây tích trượng của Ngài Địa Tạng, phải có cái tâm sáng suốt biết tìm phương cách như viên minh châu trên tay Ngài Địa Tạng, phải có cái tâm giải thoát không vướng mắc, không chấp ngã như thân tướng của Ngài Địa Tạng, là thân tướng của một người xuất gia. Các vị Bồ Tát khác đều có tóc, đều mang chuỗi, mang ngọc, mang bông, duy có Bồ Tát Địa Tạng là hình tướng của người tu. Hình tướng của một người xuất gia là tượng trưng cho giải thoát. Trên tay Ngài cầm viên minh châu là tượng trưng cho trí tuệ. Cây gậy mà Ngài cầm trên tay là tượng trưng cho tâm kiên trì. Chỉ có tâm kiên trì, chỉ có sự trí tuệ, chỉ có giải thoát mới có thể đưa chúng sanh ra khỏi cái vòng khổ đau. Cho nên việc làm của Ngài Địa Tạng là cực hơn các vị khác. Có phải mình chăm sóc một người ăn nói đàng hoàng khỏe hơn chăm sóc một người mà họ không nói gì hết không? Thành nên mình chăm sóc một người mà không nói gì hết, không biết không muốn cái gì. Nhưng mà sự nhẫn nại và lòng từ bi của mình thì cũng phải làm được thôi. Xin Thầy cho con hỏi, có người nói đang nghe Pháp mà nói chuyện, làm việc riêng thì kiếp sau thành con lừa. Có đúng hay không ạ? Tại con hay vừa làm việc vừa nghe thầy giảng. Thưa đại chúng, có thành lừa không thì Pháp Hòa không biết nha. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ thưa theo cái thế này. Khi mình ngồi yên lắng mình nghe Pháp thì lời Pháp nó rót vào trong mình một cách trọn vẹn. Khi mình vừa làm việc mình nghe Pháp cũng tốt, nhưng mà cái nghe đó nó chập chờn, nó có khúc được khúc mất, khúc nhớ khúc quên. Kết quả nó khác tùy theo cái nhân mình đối thôi, chứ không có bị mắc cái quả báo gì cả. Mà nếu mà nghe Pháp mà vừa làm vừa nghe Pháp mà thành lừa thì chắc là chỉ được một người ngồi nghe đó. Tại vì phần lớn đi làm về phải nấu ăn, hiểu không? Vừa làm vừa phải nấu ăn thì làm sao mà có thể ngồi trọn vẹn nghe Pháp. Thì thôi, ai muốn, ai có thời giờ, thí dụ một bài Pháp đó, mình mở mình nghe, vừa làm mình nghe, xong mình thấy cái bài này có nhiều cái điểm mình cần nghe lại, bắt đầu tìm chỗ, tìm giờ ngồi nghe thấu đáo để mình tiếp nhận trọn vẹn. Còn nãy mình nghe dạo, nghe lướt, nghe dạo trước, giống như mình coi phim vậy đó, coi lướt lướt vậy đó, hay thì coi lại trọn bộ. Thì cái mình tác động như thế nào thì cái quả nó vậy thôi. Mình nghe, mình vừa làm vừa nghe thì làm sao nhớ được trọn như mình ngồi mình nghe. Tụng kinh cũng vậy, vừa làm vừa tụng cũng được, nhưng mà không bằng chúng ta có một thời khóa hẳn thôi, để chúng ta trọn vẹn sự thanh tịnh, và chúng ta trọn vẹn một cái thời khóa huân tu của mình, không hề tội gì cả. Còn ai đó nói mắc
tội con lừa gì đó, thì cái đó các vị nói chứ qua không biết. Đức Phật dạy một bậc thánh có bốn việc nên làm: điều gì biết nói biết, điều gì không biết nói không biết. Bây giờ mình không biết thì mình nói tôi không biết, nhưng mà theo tôi hiểu là vậy. Bây giờ một đứa, một người mà làm bài, mà chú tâm làm bài với một người vừa làm bài, vừa nghe nhạc, vừa xem phim, vừa nói chuyện, vừa thế này thế kia, thì có thể là bị sai. Còn người nào mà ngồi đó mà chú tâm làm bài thì cái bài nó sẽ khác. Chẳng những nó mau mà kết quả nó cao. Còn mình làm lăng xăng thì nó không được mà kết quả nó không tốt. Vậy thôi. Chứ còn mà nếu Phật giáo mà cái gì cũng hăm dọa đọa con này đọa con kia thì tội cho người ta quá. Thưa đại chúng, là nếu quý vị có nghe những cái lời như vậy, quý vị cứ nhận đơn giản thôi như một sự nhắc nhở để cho mình biết trân quý. Cũng không đã phá, nhưng mà cũng đừng có nghĩ rằng sao Phật giáo kỳ. Cứ đơn giản nghĩ là có các ghệ muốn nói như vậy để cho chúng ta đem hết cái tâm của mình vào trong cái việc chúng ta làm. Làm sao để nhận biết và kềm chế cơn nóng giận? Ai cũng có nóng giận hết. Bây giờ ví dụ như quý vị nấu cơm nè, nấu canh trên lò đó, nếu mà lửa nó vừa sôi lên, quý vị biết không? Biết, cho nên phải hạ lửa xuống, vớt bọt để nó khỏi trào, quậy nó một cái để cho nó khỏi có phải trào. Tại sao nấu ăn nó vừa sôi thì biết bớt lửa, mà cơn nóng giận trong lòng nó vừa lên không biết tắt? Vậy cứ lo tắt lửa lò mà quên tắt lửa lòng. Sắp sửa đi ra cửa dán một tờ giấy tổ bố: nhớ tắt lửa lò. Vậy mà ra khỏi cửa quẹt xe lửa lòng nó phực lên. Lửa lò nó có bật, nó chỉ cháy có cái nhà thôi. Còn lửa lòng mà nó lên cháy cả hạnh phúc gia đình. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, thỉnh thoảng phải quán vô thường. Thỉnh thoảng phải quán rằng khi, bây giờ trước hết nè, khi mình giận, ai là người khổ đầu tiên? Như vậy Đức Phật nói đúng gì nữa? Ai mà giận là người đó là người khổ đầu tiên. Mà bệnh mà do cái cơn giận lâu ngày rồi nó hậm hực á, có người thì bệnh tim, có người bệnh này bệnh kia, có khi bị tăng xong đọc tiểu sử lên: má con tu hành bao nhiêu năm đã an nhiên thị tịch sau một cơn giận. Uổng quá. Khi mình giận, mình là người khổ đầu tiên. Và người giận là mất khôn, hai việc. Cho nên có ai mà giận mà nói lời dễ thương đâu. Mà có người nào mà tức mà sáng không? Thường thường là tức tối không. Không ai mà nói tôi tức sáng không. Tức là tối. Tức là tối tâm. Tối tâm từ ngôn từ, từ hành xử, cho nên từ tất cả những cái mà đời sống của chúng ta. Cho nên lấy mấy cái đó làm tiêu chuẩn. Lo tắt lửa lò, phải biết tắt lửa lòng. Mà lửa lò mà lỡ mà không tắt thì cháy cái nhà thôi. Còn lửa lòng mà không tắt là mất cả gia đình, mất cả hạnh phúc. Cho nên ai cũng có sân hết, ông thầy ông cũng có sân nữa. Nhưng mà cái khác giữa người tu á, là chúng ta biết mình sân. Biết mình sân để làm gì? Để đừng có nói những lời sân. Tại vì tu là phải biết. Mà trước hết là biết mình, những cái tâm hành đó đang sinh khởi trong ta. Giận, buồn, vui, tức biết. Biết để làm gì? Để khơm nó xuống. Để đừng để cho nó thô tháo, thốt cái lời nói không dễ thương. Bài hồi hướng sau khi tụng chú Lăng Nghiêm có mấy câu như sau, con hoàn toàn không hiểu hết ý nghĩa, mong thầy giải hai câu cuối. Chỉ cần hai câu cuối mà phải viết nguyên bài. Đại chúng gắn tu cầu giải thoát, chống lên bờ chánh giác dễ dàng. Ba môn dứt hết tai nạn, người tin theo Phật phước càng thâm sâu. Có thể đếm, có thể biết sát trần tâm niệm, có thể uống nước cả đại dương. Ý nghĩa của ba môn là gì?
Thưa đại chúng, đây là một bài tụng hồi hướng trong nghi thức tụng chú Lăng Nghiêm buổi sáng công phu ở các chùa thuộc Đại Thừa Bắc Truyền. Thì đây là một cái bản dịch từ cái câu đại chúng huân tu trong cái bài mà tụng hồi hướng đó, đại chúng huân tu hy thắng tấn, thập địa đốn siêu vô năng sự, tam môn thanh tịnh duyệt tuyệt phi ngu, đàn tính quy y tăng phước tuệ, sát trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Đó là cái bài tiếng âm Hán. Rồi sau này chúng ta mới dịch lại cái bản này qua một cái văn Việt Nam bà để chúng ta tụng, chúng ta dễ hiểu. Thì trong này cái câu chính muốn hỏi là ba môn có nghĩa gì? Tại vì nguyên văn là tam môn thanh tịnh. Thật ra cái tam môn này là sau này chúng ta thay vào đó, chứ nguyên thủy ngày xưa đọc là sơn môn. Bởi vì ngày xưa chùa nằm ở trên núi, thành thử ra rồi ở dưới cái dốc dưới chân núi á, muốn lên chùa là phải đi ngang cái cổng, cho nên là sơn môn, tức là cái cửa để đi lên núi. Và cái chỗ đó để mà để cái cửa đó để mà biểu tượng cho cái sự mà khi bước vào đó, đây là thánh địa, đây là tịnh địa Già Lam. Còn mình mới tới cổng thì mình còn bên ngoài. Khi mình bước vào đây rồi thì tất cả từ ở chân núi này lên tới núi là thuộc về đất của tịnh địa Già Lam. Vì vậy cho nên đó, trong cái bài tụng là sơn môn, tức là tụng kinh xong rồi con nguyện đem tất cả công đức lành con tu tập được, con hồi hướng. Trong này mới liệt kê ra một số các việc mà chúng ta hồi hướng. Đó không? Thí dụ như cầu cho quốc giới an ninh, binh cách tiêu, tức là đất gió hòa mưa thuận dân an lạc vậy đó. Rồi gió hòa mưa thuận dân an lạc, rồi đại chúng huân tu, tức là cố gắng tu mỗi ngày mỗi tăng tiến. Thập địa tức là 10 địa đi lên không khó khăn, thập địa tức là 10 cái quả vị tiến bộ lên không có khó khăn gì hết, vân vân. Thì cái bài hồi hướng đó là nguyện hồi hướng cho tất cả, trong đó chùa chiền, rồi quốc gia mình đang sống không có còn chiến tranh, không có còn bão lụt, sóng thần, mưa hòa gió thuận, vân vân. Thì cuối cùng cầu nguyện cho chùa là sơn môn thanh tịnh, ý muốn nói là chùa chiền được thanh tịnh. Thì sau này á, các chùa không còn trên núi nữa, một phần lớn bắt đầu xuống đó, xuống núi rồi để gần dân, cho nên ở trước cửa chùa mới xây cái cổng tam quan. Thì cái cổng tam quan bây giờ được đổi thành là tam môn thanh tịnh, tức là có ba cái cửa. Quý vị thấy cổng tam quan không? Một cái cửa giữa, hai cái cửa nhỏ hai bên. Thì ba cái cửa đó các ngài mới đặt cho nó ba cái tên. Ở giữa gọi là phương tiện môn, bên trái là trí tuệ môn, bên phải là từ bi môn. Nghĩa là ba cánh cửa này gồm có cửa từ bi, cửa trí tuệ, cửa phương tiện. Người muốn thấu đáo được sự tu tập phải có hiểu biết. Mà khi mình có hiểu biết thì chúng ta phải có lòng từ bi. Cho nên đạo Phật, bản chất của đạo Phật là trí tuệ và từ bi. Trên cuộc đời này chúng ta đều muốn có một người để mình thương, và chúng ta đều muốn có ai đó thương mình. Cả hai đều cần thương cả. Mình muốn thương ai đó, cho nên lớn lên tự động kiếm người thương. Để làm chi? Để khổ. Thích vậy đó. Đó. Rồi cái người nào mà thương mình, rồi mình cũng phải đi kiếm người nào đó để thương mình. Cho nên rồi là lớn lên tự động là bắt đầu đi tìm kiếm. Thấy không? Thì khi mình muốn thương ai thì mình phải hiểu người đó. Mình hiểu được người đó thì cái tình thương của mình nó trọn vẹn. Cho nên trong từ bi phải có trí tuệ. Còn đối với việc độ sanh cũng vậy, mình thương chúng sanh nhưng mình phải hiểu chúng sanh cần cái gì thì mình mới đáp ứng đúng cái nhu cầu của họ được. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm có thiên thủ thiên nhãn.
Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Mắt là tượng trưng cho hiểu, bàn tay là tượng trưng cho tình thương, sự nâng đỡ, sự chở che, sự giúp đỡ. Mà không nhìn thấu thấy rõ thì làm sao đưa tay tới cứu được. Ví dụ vì mình một cái bát đó đang cầm một cái nồi thật là nặng, thì con mắt mình nhìn thấy bát cầm cái nặng thì tự động mình lật đật mình chạy tới mình làm gì? Bát đưa cho con phụ. Như vậy rõ ràng là thiên thủ thiên nhãn rồi, phải không? Mình có con mắt thấy người ta đang bưng nặng thì mình chạy tới mình đỡ. Còn đằng này mình thấy nặng, ủa nặng quá bác, để con nép bác cho bác đi. Dễ thương dễ sợ luôn á. Đó. Đó là mình thấy. Có nhiều khi đi đang ngồi coi tivi vậy, đi vô thấy mẹ mình đang lau chùi washroom á. Ủa mẹ đang rửa dọn nhà vệ sinh hả? Chỗ này nó chưa sạch nè mẹ. Đi ra mở phim tàu coi tiếp. Tức là mình thấy một cái việc người ta làm thì mình liền đưa bàn tay mình tới, mà cái tình thương đó không có ngăn ngại, gọi là vô ngại đại bi tâm. Tâm từ bi không có ngăn ngại, vô ngại đại bi tâm. Cho nên tình thương đó đủ cả ngàn tay ngàn mắt. Thì ở cái cổng tam quan mà các tổ đặt ra đó, ở giữa là phương tiện, hai bên là trí tuệ từ bi. Vì mình có từ bi, mình có trí tuệ, cho nên chúng ta vận dụng tất cả mọi phương tiện, mọi quyền xảo để có thể giúp được đỡ người khác. Cho nên quý vị thấy không, nguyên tắc là trong chùa mình không có làm những cái phương tiện của thế gian, nhưng mà chùa làm những phương tiện đó, đi cúng đám tang nè, nhận tổ chức đám cưới nè. Bây giờ mình không cho họ đám cưới, họ vẫn ra ngoài họ đám cưới. Bây giờ họ xin vô chùa họ đám cưới, mình cho để chi? Để mình có cơ hội mình giáo hóa cái cặp trẻ này, để cho người ta biết đường người ta sống hạnh phúc. Mình không cho người ta vẫn sống à, sống chung mà. Nhưng mà người ta không có đạo lý thì người ta sống ta làm khổ nhau. Bây giờ nhờ vô chùa mình nói đạo lý cho cái bạn, đôi bạn trẻ đó biết, để đôi bạn trẻ đó nương vào cái pháp đó mà tu tập mà sống. Cho nên ba cánh cửa: trí tuệ môn, từ bi môn và phương tiện môn, và tam môn. Rồi có khi á, người ta còn đặt cho ba cánh cửa đó là gì? Đó là tính hành, tính giải hành. Tính là gì? Là niềm tin. Giải là gì? Là hiểu biết. Hành là gì? Là thực hành. Và đây chính là cái điểm mà đạo Phật muốn hướng dẫn. Đại chúng đừng đến với đạo Phật chỉ thuần là đức tin. Mặc dù khi đến với đạo chúng ta đến bằng niềm tin. Ví dụ mình tin Phật, mình có tin Phật không? Nhưng mà nếu mình tin Phật là ông thần thì tối ngày mình cứ xin xỏ. Mà nếu mà được á thì Phật này no đủ. Mà nếu không được thì mình buồn Phật và mình cảm thấy Phật không linh. Rồi rốt cuộc á, mình là một người chỉ biết dựa dẫm lời van xin, còn tượng Phật thì lại vô tình để hưởng những cái mình cúng. Vậy từ từ mình biến Đức Phật, một bậc thầy, trở thành một ông thần. Một Phật tử không tin Đức Phật là thần thánh, mà phải tin rằng Đức Phật là một người thầy đủ khả năng. Để chúng ta, mình tin Phật là Phật đủ khả năng giúp đỡ cho chúng ta an vui giải thoát, hết khổ được vui. Mình tin Phật là người thầy có phương pháp, có con đường dẫn dắt cho mình. Cho nên mình mới tin thầy, mình tin Phật. Cho nên mình phải tin Phật. Tin Phật rồi mình học những gì Phật dạy, cho nên gọi là hiểu rõ, gọi là giải. Quý vị tụng hoài tự quy y pháp đó, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo. Phải rõ cho được cái con đường đó để phát tâm vô thượng. Tâm vô thượng không thể phát nếu mình không hiểu việc mình làm. Cho nên một Phật tử là phải có tính, và từ cái đó chúng ta học và để giải đi, mở đi, hiểu đi tất cả những gì Phật dạy, để chúng ta đưa tới cái hành.
Đây là nói cho gọn, đó là tính giải hành. Còn nếu mà nói học giáo lý mà đầy đủ nữa là giáo lý nhà Phật đủ 4 tiêu chuẩn là giáo lý hành quả. Giáo là dạy, nhưng mà trong cái dạy đó phải có chân lý. Nói cái gì nó phải make sense. Nói mà không make sense thì cái đó nó thành mê tín tà kiến. Thí dụ như nói là ở nhà không được thờ tượng Phật. Tượng là chỉ để chùa thờ thôi. Ở nhà chỉ thờ hình bằng giấy thôi. Còn thờ Phật tượng ở nhà là bị ma dựa. Mà mình tin theo cái đó là tà kiến mê tín. Cho nên giáo mà không lý, phải không? Lý là phải chân, nói cho người ta nghe, dạy cho người ta, mà phải trong cái đó phải có cái chân lý. Như vậy thì trong cái ba cánh cửa đó, từ bi, trí tuệ, phương tiện, vì chúng ta hiểu, chúng ta thấu đáo, chúng ta có tình thương, cho nên chúng ta mở cửa phương tiện. Chẳng hạn như đi xuất gia gieo duyên là một phương tiện đó. Quý vị trọn đời chưa tu được, cho nên mở những khóa tu. Hằng tháng quý vị thọ bát quan trai, đó là phương tiện. Trọn đời xuất gia không được, thôi bây giờ một tháng xuất gia một lần, thọ tám giới của người xuất gia, giữ tám giới đó trong vòng 24 tiếng. Sau 24 tiếng mình xả giới đó đi, trở về nhà sống cuộc đời thế gian, rồi tháng sau trở lại thọ cái giới đó nữa. Mà cứ huân tu như vậy để gì? Gieo cái hạnh xuất gia giải thoát. Vì vậy cho nên đó, nhà Phật tất cả đều là một phương tiện. Chẳng hạn như tụng kinh có mỏ là phương tiện. Cái tiếng mỏ để làm chi? Để giữ nhịp cho đều, đại chúng tụng cho nhịp nhàng, không người trước kẻ sau, không người cao kẻ thấp, không người chậm kẻ mau. Cho nên tụng theo tiếng mỏ đều đều. Và trong cái phương tiện đó, trong phương tiện đó lại ẩn chứa cái giáo lý trong đó là gì? Giữ nhịp mỏ đều tượng trưng cho sự tinh tấn đều đặn. Cho nên mình tụng kinh mình có cái mỏ. Mà tại sao khắc cái mỏ lại để hình con cá lên đó mà không để cái hình khác? Vì con cá khi nó ngủ nó cũng không nhắm mắt. Tượng trưng cho người tu lúc nào cũng phải tỉnh giác. Theo dù là một phương tiện, nhưng trong phương tiện đó vẫn có cứu cánh, vẫn có giải thoát trong đó. Cho nên đại chúng để ý nha, phương tiện mà phương tiện đó phải đưa người ta đến được cái chỗ an vui á. Cho nên trong phương tiện mà có trí tuệ thì phương tiện sẽ đưa người ta giải thoát. Mình cho người ta xin xăm, nhưng mà đừng chỉ để xin xăm để mà mình lấy cái tiền xăm đó, xăm đó. Người ta đưa cái phương tiện xăm đó, cúng dường đó để mình có phương tiện duy trì cơ sở vật chất công việc của mình. Nhưng mà bên cạnh đó mình phải giải xăm mà hướng dẫn cho người ta biết, để người ta, mình người ta chưa có hiểu biết chân chánh, người ta còn dựa dẫm vô cái lá xăm đó. Nhưng mà mình phải giải xăm như thế nào để đưa người ta tới cái chỗ tu tập mà không mê tín, thì cái lá xăm này nó có ý nghĩa. Lá xăm này là một phương tiện, nhờ phương tiện này có giải thoát, có an vui, có trí tuệ, có từ bi. Đó, chỉ là một cái lá xăm. Mình đi tụng đám tang là một phương tiện. Mặc dù trên nguyên tắc nhân quả thì ai làm thì người đó hưởng, không ai tu giùm ai. Nhưng sự có mặt của mình đó, nó làm lợi lạc cho kẻ âm người dương. Và lời kinh tiếng kệ của mình, cái lời giải đáp của mình, cái phương cách mình tổ chức tang lễ, làm cho gia chủ, làm cho người ta chưa hiểu đạo, người ta có cái nhìn khác hơn về những người đạo. Và cho người ta từ đó, người ta tin nhân quả, tội phước, hiếu đạo trong đời. Vậy thì phương tiện này là một phương tiện có từ bi, có trí tuệ, đưa tới một sự giải thoát an vui. Vậy thì ba cánh cửa đó, từ đây về sau quý vị đi ngang chùa nào thấy có cổng tam quan. Một cái cổng tam quan dựng lên không phải chỉ để cho có cảnh cho chùa, mà cái cửa đó nếu nói bình thường là để mà có cái rào bao lại phạm vi đất của chùa, thí dụ vậy đi. Nhưng mà trong cái hình ảnh đó nó phải trang chứa được cái gì? Nó trang chứa được cái gì mà gọi là có cái sự chân lý trong đó? Cho nên trong phương tiện phải có từ bi trí tuệ để đưa người ta tới cái chỗ cứu cánh.
Như vậy phương tiện đưa tới cứu cánh, mà nếu phương tiện không có từ bi trí tuệ thì không thể đưa tới người ta cứu cánh được. Quý vị hiểu như vậy thì cái cổng tam quan này của nhà chùa đặt ra có ý nghĩa. Thì khi mình tụng, vậy quý vị hiểu được chỗ này ha. Cửa từ bi, cửa trí tuệ, cửa phương tiện. Trí tuệ môn, phương tiện môn, từ bi môn thì gọi là tam môn. Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Con có câu hỏi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện phẩm 4, nghiệp cảm của chúng sanh, có một đoạn: đời trước ông Trót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn độ hết cả chấm chấm chấm. Con thắc mắc chữ Trót trong câu kinh ở trên, kính mong thầy giải nghĩa, hay là có sự nhầm lẫn khi ấn tống kinh sách? Dạ thưa, cái chữ Trót này á là cái chữ được dịch lại, chữ Trót là tiếng Việt. Thì ở đây á, khi mà dịch ra kinh tiếng Việt từ tiếng âm ha, từ chữ Hán á, thì mình hiểu cái nghĩa là, nếu mình hiểu theo nghĩa thường là trót là giống như lỡ vậy đó, phải không? Nhưng mà trong cuộc đời này có những cái lỡ tích cực. Ví dụ như là lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm. Lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút thấm tim mặn nồng. Như vậy thì, nhưng mà có một cái là lỡ đi vào chốn cửa không, thấy không? Lỡ đi vào chốn cõi không thì xin sống trọn đẹp lòng Thế Tôn. Như vậy cái chữ lỡ ở đây hay là chữ trót ở đây, mình hiểu nghĩa thông thường là cái kiểu như dại rồi, lỡ dại. Nhưng mà có chữ lỡ ở đây nó có một cái trường hợp là rất là tích cực. Thà lỡ tu rồi tu luôn đi con. Phóng Hòa là một trường hợp lỡ tu. Hồi đó Phóng Hòa học xong lớp 9 á, thì xin đi tu. Thì cha mẹ chưa cho, nói là phải học xong lớp 12. Thế thì bữa đó tóc Phóng Hòa hơi dài, Phóng Hòa muốn đi ra tiệm hớt tóc. Thì sư phụ mới nói thôi, con đi ra ngoài hớt, con cũng đâu có hớt kiểu cọ gì, con cũng hớt cao mà, hớt cao thì dễ thôi, ở nhà thầy làm cũng được. Thì thầy mới lấy cái tông đơ thầy hớt, mà thật tâm là thầy muốn hớt nó cao. Thầy hớt làm sao hồi nó trụ rủi cái đầu, mà ở dưới này tại nó bị hư á, rồi thầy chỉnh hồi có thể cạo sạch bách ở dưới này hết, thầy chừa con chòm mà cái tóc nó tròn vo như là cái chén úp lên vậy đó. Trời ơi nhìn giống vợ đậu, giống Chí Phèo. Cái thì Pháp Hòa đi về nhà, đi về nhà thì ông già mới hỏi ai hất cái đầu mày vậy? Thầy ở trên chùa hất cái đầu gì ghê quá. Pháp Hòa mình thấy vậy con cạo luôn nha. Ông nói chứ để làm chi. Nhưng mà thiệt sự như vậy thì Pháp Hòa cạo cái đầu đó là tại vì lỡ sao? Lỡ hư. Nhưng mà thưa đại chúng, ở nhà Pháp Hòa đó là tưởng Pháp Hòa cạo đầu như vậy là đi tu, cho nên Pháp Hòa rất, lúc đó rất là sợ bị để tóc lại. Sáng nào ngủ dậy á, cũng tự mình lấy cái lưỡi lam á, cạo, không dám để tóc lại, sợ gia đình bắt trở lại không cho tu. Cái thì quý vị biết á, là gia đình là nghĩ là Pháp Hòa cạo đầu và liền tu, mà thật sự trong nguyên tắc của đạo á, thì khi mình phải làm lễ thế phát xuất gia, mình thọ giới mới gọi là đi xuất gia. Nhưng mà Pháp Hòa lỡ cái chuyện đó rồi, nghĩ lợi dụng cái chuyện gia đình hiểu lầm đi tu luôn. Cho nên nhờ lỡ cạo đầu đó mà được đi tu sớm mấy năm. Thì trở lại câu kinh, thì khi mà Đức Phật nói với Ngài Địa Tạng á, ông Trót đã phát nguyện, tức là ông đã trọn vẹn
hay là ông đã đi đến cái chỗ phát nguyện rồi? Thì tại vì trong kinh mới nói chúng sanh á, tại sao có những chúng sanh sáng thì vừa ra khỏi địa ngục, chiều lại trở vào, rồi vừa đưa họ ra khỏi cửa ngục thì họ lại trở vào, làm mệt nhọc cho ngài Địa Tạng quá. Thì Đức Phật nói ngài Địa Tạng trót đã phát cái nguyện đó. Thì chữ trót này nó không có nghĩa là lầm lẫn gì cả, mà là cái tâm nguyện của ngài đã trọn vẹn cái nguyện đó rồi. Hay là nói là ông đã nguyện như vậy rồi thì không thể nào khác đi được. Có một lần Phong Hòa than với Hòa Thượng Viện Chủ: trời ơi con mệt quá, mấy đứa nhỏ nó làm con bù đầu. Cái Hòa Thượng mới an ủi: thì thôi con ráng đi, chắc đời nào con cũng nguyện nó chứ đâu nó cứ lao vô hoài. Biết bao nhiêu người người ta muốn, mà còn con, mấy đứa nhỏ nó gặp rồi nó mến, nó muốn đi tu thì chắc con cũng nguyện nó mới tới. Cái hiểu ý như vậy đó. Cho nên á, Đức Quan Âm bây giờ mà ngài cứ hãy gặp mặt mình là biết rồi đó, chắc bữa nay có chuyện gì rồi đây. Thì mình nói sao, ngài lỡ ngài nguyện là trót ngài nguyện rồi. Ngài nguyện gì? Cứu khổ chúng sanh, cho nên giờ chúng con khổ mới kiếm ngài. Còn Đức Phật Dược Sư lỡ phát trót cái nguyện là cứu bệnh, cho nên mình bệnh mình tìm ngài. Vậy thì ai nguyện gì khi cần mình đến vị đó. Cho cái người kia nói: lúc này con rảnh nha, ai cần đi bác sĩ con chở, ai cần đi chợ con chở, người ta cần xe người ta kiếm mình, phải không? Chứ mình đâu có nguyện khác. Còn mình nói ai cần thông dịch nhờ con, thì mình người nào cần đi thông dịch tiếp mình. Như vậy thì các vị đã, mỗi vị có một cái nguyện nào đó thì chúng sanh phải gá vào. Vậy thì chữ trót này quý vị đừng có lầm lại, nghĩ là chấp vào cái chữ đó là ủa sao có chuyện lầm lỡ ở đây đó. Chữ trót này là mình đã trọn đạt nguyện như vậy. Con nghe nói là nếu tụng kinh bằng tiếng Bali thì công hiệu hơn là tụng kinh bằng tiếng Việt. Theo ý con là tụng kinh bằng tiếng Bali hay tiếng Việt thì không có gì khác nhau, quan trọng là có hiểu ý nghĩa của câu kinh hay không. Dạ, trả lời rồi đó. Thật ra đó, Nguyên Thủy Kinh văn được gom lại bằng tiếng Phạn, tiếng Bali. Nhưng muốn độ chúng sanh thì chúng ta cần phải dịch ra bằng cái ngôn ngữ của chúng sanh đó. Vì mục đích chúng ta cảm hóa chúng sanh loài nào thì chúng ta phải bằng cái ngôn ngữ của loài đó. Quý vị có nhớ cái bài hát Đức Phật nói về cuộc đời Đức Phật không? Ở phương xa kia là cõi trời đâu sức. Hết hồn. Rồi quên luôn rồi. Thì trong đó có một câu gì phải không? Ngài về đây học tiếng nói của con người. Để lát em định hồn đó. Tức là ngài đi về đây học tiếng nói của con người. Như vậy mình muốn truyền bá bây giờ đó, quý vị thấy con mình không? Mình nói tiếng Việt và nó ú ớ, nó không hiểu gì, thôi quăng cái tiểu tiếng Anh cho nó làm liền tức khắc rồi. Vì sao? Tiếng Anh là tiếng Mỹ, là tiếng của nó. Cho nên mình nói cái tiếng gì mà nó hiểu là make sense, là work, phải không? Vì vậy cho nên Nguyên Thủy Kinh văn, vì Đức Phật là người Ấn Độ thì ngài nói tiếng Phạn. Thì bây giờ tiếng Phạn đã được sưu tập thì các mình học tiếng Phạn đó, mình dịch ra các loại ngôn ngữ. Linh là gì? Khi mình hiểu và mình thực hành, mình có kết quả nó mới linh. Chứ còn bây giờ mình ngay cả mình hiểu mà không làm cũng chẳng linh nữa. Mình hiểu, mình có làm, có làm mình nói ồ cái này đúng á, cái này hay đó, nói vậy là đúng đó, thì lúc đó mới thấy nó linh. Cho nên Phật pháp nhiệm màu không phải là mình cúng lại hay là có những, mà nhiệm màu là gì? Nó có những cái kết quả mà do chúng ta thực tập.
Cho nên phải nói cho hồi nãy quý vị thấy không, giáo lý hành quả. Nếu mình không, mình chỉ học giáo lý mà không có hành thì không thể mang lại kết quả tốt. Cho nên mình muốn nói cho chúng sanh lời nào phải nói bằng ngôn ngữ của lời đó. Bây giờ Phật tử là người Việt Nam thì đọc kinh tiếng Việt. Cho nên quý vị mà đi theo Tây Tạng rồi rù rì tiếng Tây Tạng, hỏi tiếng gì, làm sao giải thích? Mình không nói các vị sai gì hết nha. Ở đây Pháp Hòa chỉ nói mình nên đọc cái gì mà ngôn ngữ của mình. Ngay cả ở trong chùa Nam Tông tại Việt Nam tụng tiếng Pali nhưng vẫn dịch những bài đó ra tiếng Việt để mà các vị vừa tụng vừa hiểu được cái ý mình tụng, giữ được cái bản chất của tiếng Phạn nhưng vẫn để cho mình hiểu được cái nghĩa mình tụng đó. Thí dụ như người ta mỗi lần cái gì nói xong cái sa thú hai lần thì tiếng Việt cũng phải lành thai, để cho tất cả mọi người biết nãy giờ mình đọc cái câu sa thú là gì. Sa thú lành thai. Thì mình cũng vậy thôi. Cho nên tụng cái gì mà mình bằng cái ngôn ngữ của mình. Quý vị thấy quý vị hát một cái bài nhạc của Việt, của người Mỹ, nếu mình không hiểu hết được tiếng Mỹ, nhiều khi mình hát thôi chứ không có truyền, không có cảm gì hết đó. Nhưng ngược lại nếu quý vị hát một cái bài nhạc Việt Nam là quý vị sẽ truyền cảm liền. Quý vị vừa hát cất lên cái tiếng lòng mẹ bao la là tự nhiên cái âm điệu của mình nó truyền cảm, nó dạt vào theo cái âm điệu đó liền. Cho nên khi mình phát cái âm ra và do mình hiểu được cái nghĩa và mình thả hồn vào đó, cho nên nó có cái ngân nga, cái luyến lái, thì cái đó gọi là hưởng, âm hưởng mà. Phát âm lên thì nó phải có những cái âm thanh nó còn tồn lại để người ta nghe được trọn vẹn cả âm và hưởng, chứ kêu âm hưởng. Mà do đâu mình phát được cái âm hưởng đó? Do mình để tâm vào đó. Cho nên quý vị tụng kinh á, hãy đem tâm ý mình vào cái thời kinh, để mình tụng một thời kinh trọn vẹn mà người nghe người ta muốn tu. Ta nghe mình tụng mà người ta phát tâm, người thấm thía. Cho nên lời kinh hay lắm, mà quan trọng là mình phải biết cách tụng. Tụng như thế nào? Đừng quá nhanh, đừng quá chậm, âm điệu nó vừa chừng, để nó phát được cái âm thanh và cái lời lẽ cho nó rõ ràng, cho người ta nghe cho nó hay. Người ta nghe mà người ta cảm được là mình thành tựu, thành công. Có lần Pháp Hòa đi tụng đám tang, tụng xong cái bài tống tán đó, khi nào đứng đứng ngồi ngồi, tụng xong cái có một vị mục sư chạy lên: thầy cho tôi xin cuốn kinh nó được không? Là mình biết là mình cái lời kinh và cái âm điệu đó đã làm tác động vô tâm người ta, và cái lời lẽ đó rất là thiết thực cho tất cả cuộc sống con người, không phải riêng của đệ tử Phật. Phật tử: kính thầy, phước báo từ kiếp nào mà thầy hiểu tâm lý cuộc sống của mọi người từ xuất gia đến thầy? Điều tra quá khứ. Thưa đại chúng, thật sự ra Pháp Hòa xin thưa như thế này: tất cả chúng ta trong cuộc đời này, mỗi ngày chúng ta đều hành xử qua ngôn từ, hành động và tư duy. Nhưng mà cái phước báo của chúng ta là chúng ta có mắt, có tai, có tim, có khối óc. Chúng ta có vận dụng để chúng ta đem cái tất cả cái đó, chúng ta nhìn, chúng ta học, chúng ta tư duy để chúng ta thấu đáo. Cái đó là cái mới gọi là cái phước báo của mình. Hồi sáng Pháp Hòa thưa rồi đó, mình có cặp mắt, nhưng mà nếu mình chỉ nhìn bình thường vậy thôi mà không có nhìn bằng cái sự thông cảm thì nó uổng đi. Cho nên hãy nhìn bằng sự cảm thông, tha thứ, đặt mình vào trường hợp đó để mình có thể hiểu được người. Đó là cái phước của mình. Cho nên xin thưa đại chúng, ngoài phước báo mình có của, có vật chất, có đời sống tốt, nếu mà mình nhìn lại mình thấy mình có một phước báo là mình biết cách ứng xử để sống, đó là phước. Vì tài mà không biết cách sống, cái tài đó cũng không, người ta không chọn, người ta không tiếp nhận một cách trọn vẹn. Cho nên trong tài phải có đức. Cái đức nó bao trùm cả cái tài. Người có đức á, nhiều khi không có tài
nhưng mà được người ta thương quý. Cho nên đó, mình có cái phước có lỗ tai, nhưng đừng chỉ để nghe chuyện thị phi. Chuyện tốt xấu của người mà chúng ta biết dùng đôi tai đó để nghe những cái khổ đau của người khác, để chúng ta có thể cảm thông cho người khác. Nếu chúng ta làm được vậy, chúng ta mới biết rằng mình có phước. Cho nên người có thí dụ như người có thức ăn ngon mà không biết sử dụng nó, đem đi vứt bỏ thì không có phước hưởng. Giống như là mình có một cái món vật tốt mà không biết là đem đi bỏ đi. Cho nên cái này không có gì đặc biệt đâu. Cái quan trọng là cứ mỗi ngày, bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta dừng lại, cuối ngày chúng ta dừng lại, rồi chúng ta hãy tư duy, tìm tòi cho mình một cái phương án, một cái câu trả lời, một bài học nào đó cho ngày hôm đó. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, mỗi một lần tiếp xúc với Phật tử là một cơ hội để mình học. Vì một câu chuyện khổ đau của người ta là một kinh nghiệm cho mình, một bài học cho mình. Mà nếu mà mình để tâm như vậy, học rất là nhiều. Mà thường mình học ở đời nó mới nhiều hơn học trong trang sách vở. Thì cái phước báo không phải là cái gì mà nó không có được, mà do chúng ta có sử dụng nó đúng, để cái phước đó nó thật sự nó có mặt với mình hay không. Mình có phước được làm một người đệ tử Phật, nhưng hàng ngày mình không có biết trân quý những quyển kinh mà Phật đã, tổ đã kết tập lại. Quý ngài đã ngồi biết bao nhiêu cái công sức dịch những bản kinh ra cho mình đọc, mà mình không chịu đọc. Đi lên chùa thấy quyển kinh nào cũng thỉnh hết rồi, để đầy tủ hết. Tới già rồi bắt đầu ôm thùng thùng lên giả lại chùa. Như vậy mình ôm quyển kinh về mà mình không đọc được những quyển kinh đó. Cho nên tại sao Pháp Hòa thường khuyến khích Phật tử tụng kinh? Tại vì Pháp Hòa quan niệm đơn giản thôi. Quý Hòa Thượng của mình đó, đã đem hết công phu tu tập của quý ngài dịch từng quyển kinh cho mình. Bây giờ mình thể hiện cái lòng biết ơn của mình. Cứ mở kinh ra tụng đi. Thứ nhất, mình kết duyên được với Pháp Bảo. Thứ hai, trân quý những tác phẩm dịch thuật của các ngài. Thứ ba là mình lượm lặt bất cứ hình ảnh hình thức nào, nói nghĩa lý cao siêu tôi không hiểu, khoan hiểu nghĩa lý cao siêu đã. Cứ hiểu những cái nghĩa thông thường trong cái bản kinh đó đi đã. Rồi từ từ mình có tu là những chỗ đó nó sẽ phá ra được hết. Cho nên hàng năm ở bên Canada, Pháp Hòa có một khóa tu trì kinh. Khóa tu mùa đông là dành để trì kinh thôi. Trì hết bộ kinh này tới bộ kinh kia. Và quý vị đừng đặt vấn đề hiểu gì cả. Chứ tụng đi để, thứ nhất, mình cứ nói kinh điển này khó hiểu, mình cất vô trong đó, mãi mãi không bao giờ mình đọc. Cũng giống như có một số nói á, tụng kinh không hiểu mà tụng làm gì, tụng như con vẹt mà tụng làm cái gì. Nếu mà mình tụng không hiểu mà mình không tụng nữa thì hiểu à? Không hiểu thì phải tiếp tục đọc tụng để mình hiểu. Chứ đâu phải thí dụ như con mình nó đi học về, nó má má toán này khó quá con không làm đâu. Ờ à, con khó quá thôi khỏi làm đi con. Vậy cái cuối năm con lên lớp rồi con. Mình có nói với con mình được vậy không? Khó hả con? Vậy con phải ráng, con hỏi han, con tìm tòi, con phải học. Đây là cái bài học của con để con thi con lên lớp. Chứ làm sao mà chúng ta cứ nghĩ nó khó rồi chúng ta bỏ qua. Rồi chúng ta cứ hát cái bài đường tuy khó không khó, vì ngang sông cách núi. Nhưng chỉ khó gì? Lòng người ngại núi e sông. Kinh không khó vì chúng ta làm biến. Mình sẽ hiểu được kinh nếu chúng ta chịu khó mằn mò học hỏi. Ngay cả những cái chữ Việt Nam thôi đó, mà mình nói rỉ rả mấy chục năm nay á, bữa nào lật tự điển cái coi mình tá quả, mình nói trời cái câu này mình nói nào giờ mình không hiểu cái trọn cái nghĩa của nó. Nhiều khi mình nói cái chữ đó hàng ngày trong cuộc sống mình á, mình hiểu nó nôm na là như vậy, nhưng mình chưa hiểu thấu đáo nó, cái chữ đó nó nguồn gốc từ đâu. Mà khi mình mở tự điển ra hay mình do một quyển sách nào đó mình đọc được rồi, mình thích thú lắm, mình thích thú lắm, mình thấy là mình mở mang được rất nhiều.
Cho nên kháng kinh giả minh Phật chi lý là vậy đó. Câu hỏi này: bà xã của tôi 3 năm trước khi qua đời, bà nghe thầy giảng pháp một ngày gần 8 tiếng đồng hồ. Khi bà qua đời ở tuổi 83, bà không bệnh đau một ngày nào, không phiền hà chồng con một giờ nào. Tôi cũng muốn chết như vậy, nhưng tôi không có 8 tiếng để nghe thầy thuyết pháp mỗi ngày vì còn kẹt hai job full time. Xin thầy cho biết tôi phải nghe giảng tối thiểu mấy tiếng mỗi ngày, và xin thầy cho tôi biết YouTube nào quan trọng nhất cần phải nghe. Cái này là quan ông địa, đâu phải là bà cụ nghe pháp 8 tiếng rồi bà đi ngọt đâu. Nhưng mà thật sự nó cũng có một phần kết quả là vì nghe pháp nhiều, cho nên lời pháp nó sống với mình, nó làm bạn với mình mà mình không làm bạn với phiền não khổ đau. Đức Phật dạy trong kinh đó, hãy làm bạn với thiện. Người làm bạn với thiện mỗi ngày thì người đó sẽ giảm đi những phiền não. Ví dụ bây giờ một ngày quý vị mở kinh, quý vị mở sách, quý vị đọc nhiều hơn quý vị nói chuyện thị phi, thì cái kết quả nó làm sao? Mình giảm được chuyện thị phi mà mình mở mang được hiểu biết. Như vậy thì bà cụ đây cũng không phải là không đúng, nhưng mà cái quan trọng là bà có hành trì những cái pháp bà nghe. Trước hết là bà làm bạn với thiện. Nhưng mà bà làm bạn với thiện mà bà thật sự thân cận với thiện. Đây giờ Pháp Hòa giải thích hai chữ thân cận nha. Thế nào là thân và thế nào là cận? Nếu mình gần thầy, sát bên thầy, đi đâu cũng có thầy với mình, cái đó mới thân thôi. Mà sau lưng thầy, trời ơi, mình ra quay với tất cả, cái này không cận. Thân mà không cận. Nếu mình ở gần thầy, mình phải hiểu được tâm ý của thầy đối với mọi người. Thầy thương mọi người, thầy trân quý mọi người. Thì mình là một người gần thầy, mình cũng phải học cái hạnh trân quý mọi người của thầy. Cũng giống như một cái người thư ký của một bác sĩ. Ông bác sĩ ông rất giỏi, bệnh nhân nào cũng muốn tới tìm hết, mà khổ nổi ông gặp cô thư ký. Cho nên rốt cuộc bệnh nhân da đi chỗ khác hết. Là tại vì cái cách hành xử của cô thư ký. Đáng lý ra ông độ cho rất, ông giúp được rất nhiều bệnh nhân, mà rốt cuộc tại cô thư ký mà ông mất tiền, mất bệnh nhân, ông mất đi cái cơ hội chữa bệnh cho người. Thì Đức Phật cũng vậy. Chúng ta là những người đệ tử, chúng ta đừng có chỉ thân mà không cận. Thân cận nghĩa là chúng ta gần gũi và cái tâm nguyện mình theo cái lời, cái cách hướng dẫn của thầy mình. Cho nên mỗi ngày mình niệm Phật, mình nghe pháp là mình thân với thiện, làm bạn với thiện. Nhưng mà cuối cùng hỏi chị có thân với cái đó không? Dạ thân lắm, nhưng mà giận lên rồi thì thân ai nấy lo. Cho nên mình làm bạn với thiện bằng nghe pháp, mình tụng kinh. Nhưng mà thật sự bà cụ mà đi thanh thản là nhờ bà đã thấm nhập được lời pháp. Bà sống á, cái người nào đơn giản nè, người nào muốn đi nhẹ nhàng, đời sống hàng ngày cũng phải nhẹ nhàng. Cái nhân sao cái quả nó vậy? Không có chấp trước, không có buồn, không có la rầy, không có thắc mắc gì. Đời sống đơn giản thì mình có đi thì cũng đi nhẹ nhàng thôi. Cho nên nhiều người lên hỏi thầy ơi sao chết dễ. Pháp Hòa nói muốn chết dễ thì sống dễ. Mình sống dễ thì mình chết dễ. Còn mình không sống dễ thì chết dở. Mình sống dở là chết dở. Cho nên cái nhân thì nó cái quả. Có một cái cô đó Pháp Hòa quen, cô bán cái gì cũng nhanh hết á, cô nói giá là người ta mua. Thì mà trong khi đó cũng cái tiệm đó mà người khác đứng bán không được. Mặc dù nói giá bằng hoặc là nói giá thấp mà hồi người ta cũng xa xa người ta không mua. Pháp Hòa mới nói cô biết tại sao cô được cái duyên đó không? Tại cô sống với mọi người cô cũng dễ và cô mua đồ cũng dễ. Thí dụ cô thích món đó, cô nói cái, họ nói cái giá, cô cũng nói cái giá, được thì mua, không được thôi, không có phiền.
không có kèo này. Mà cổ thấy cái giá đó phải chăng mà cổ mua được, cổ mua. Mua rất là dễ, cho nên bán cũng dễ. Cho nên mình đơn giản là mình sống dễ, chết dễ. Còn sống dở, chết dở. Mà ta kêu sống dở, chết dở là ương ương. Mỗi khi con tụng kinh hoặc nhìn hình Phật, con đều muốn khóc, xin thầy giải nghĩa. Thì nó dư nước mắt rồi nó khóc cho tới gì vậy? Trời đất ơi, đọc thơ tình cũng khóc mà. Đọc kinh Phật hay hơn thơ tình nhiều, khóc là chuyện bình thường. Xin thưa đại chúng, cái này làm Pháp Hòa nhớ đến lời dạy của Hòa Thượng Tinh Vân. Hòa Thượng Tinh Vân ngài có dạy như thế này. Đây là bốn phương pháp niệm Phật của ngài. Thì trong Pháp Hòa giải thích hai cách. Ngài nói là mình có thể niệm Phật một cách bi thiết. Niệm Phật bi thiết nghĩa là niệm đến mức độ là khi mình niệm đến danh hiệu của Phật là tâm mình khóc. Lúc đó là mình với Phật là một. Còn khi mình tụng kinh cũng vậy. Mình tụng kinh mà mình khóc á, nghĩa là cái lời kinh đó thấm mình. Còn mình tụng kinh mà mình không có thấm, mà bình thường là cái lời kinh đó mình tụng thôi. Nhưng mà cái chuyện khóc này là lâu lâu. Còn nếu mình thường khóc là cứ khóc đi, khóc hết nước mắt cho nó bình thường lại. Không có gì trở ngại, không có phải khùng điên, không phải ai nhập ai dựa gì mình đâu. Pháp Hòa muốn nói cho xong cái đoạn thứ hai. Tức là ngài Tinh Vân ngài dạy á, mình có thể niệm Phật đến cái chỗ bi thiết. Niệm Phật với tâm hoan hỷ. Và đến khi nào mình niệm Phật mà cái tâm của mình nó tự tại, mà mình ở mọi nơi mọi chốn, thì cái chữ niệm Phật đây là gì? Là chúng ta niệm sự giác ngộ. Khi mình đọc kinh á, cái cách mà cái cách tụng kinh của đạo Phật á, nó khác với cái cách bình thường mà chúng ta hiểu lắm. Khi chúng ta không thuộc kinh, chúng ta phải mở quyển kinh ra gọi là đọc kinh. Khi nào mà chúng ta thuộc kinh rồi á, thì chúng ta gọi là tụng kinh. Tại vì mình không thuộc cho mình mở sách, mình đọc theo sách. Nhưng bây giờ lời kinh nó thuộc rồi đó, thì bắt đầu mình thả cái tâm mình vào trong cái lời kinh. Và mình ngân nga cái lời kinh, làm cho cái người nghe người ta càng thấm nhập. Tụng kinh như vậy, ba nghiệp mình thanh tịnh. Thân nghiệp ngồi tụng kinh, khẩu nghiệp ngồi trì kinh, ý nghiệp duyên theo lời kinh. Còn cái tâm mình á, thí dụ lỡ mà nó có nghĩ lung tung, đừng sợ, đừng lo gì hết. Tuy nó có nghĩ như vậy đó, nhưng mà mình vẫn không để cho nó chiều theo nó như thường ngày. Thân mình vẫn ngồi đây, miệng mình vẫn tụng đây, mặc dù có suy nghĩ lung tung. Cho nên cái chuyện mình đọc kinh mình khóc không sao hết á. Có khi lời kinh nó thấm thiết, nó làm cho mình cảm xúc. Hay là mình niệm danh hiệu Phật như một gọi tên một người cha. Ngài Tinh Vân nói niệm mà khóc mà giống như một đứa nhỏ mà gặp lại người cha người mẹ mà cảm xúc mà khóc. Còn hân hoan thì như một người trẻ nhỏ mà thấy lại cha mẹ mình. Cho nên mình vui mừng, mình hớn hở. Có những lời kinh làm cho mình hân hoan, có những lời kinh làm cho mình tư duy về cái cuộc sống, về cái đời sống của chúng ta. Đó, thì hôm nay có những câu sau này thì chỉ là những câu hỏi, không có câu hỏi nhiều, chỉ muốn gì đó hát hò. Thì thôi, theo thời lượng thì cũng đã hết giờ. Pháp Hòa xin phép được kết thúc ở đây. Rồi khi nào quý vị nghe hôm nay, từ sáng giờ hai thời rồi, nghe vậy thôi, nhưng mà mình về mình có thời gian, mình có nghe lại thì mình sẽ hiểu khác. Bất cứ một bài pháp nào, một quyển sách nào, đọc một lần mình không hết đâu. Đọc đi đọc lại mà càng mỗi lần đọc thì mình lại càng phát minh ra những cái hay, những cái ý hay trong đó. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng an lạc. Bây giờ trước khi Pháp Hòa hát cúng dường đại chúng.
Thì chúng ta sẽ chắp tay hồi hướng để chúng ta xong cái phần pháp thoại, rồi lát nữa thì mình có văn nghệ gì thì sao cũng được. Dạ. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng.